Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là tổng quan ngoại thất và nội thất của cái thùng JBL SRX 715 các bác nhá. Phiên bản là có dây treo trên nóc, thùng sơn sần là cát, gỗ ván ép chống nước gọi là gỗ bạch dương. Đấy, gỗ bạch dương. Và thùng đây các bác nhìn này, sử dụng họng kèn ngang, họng kèn là 7550. À 7550. Đấy. Bên đây là cái khoang bát này, nó có hai cái lỗ thoát hơi ở dưới. Form 715 theo đúng form của xịn. Đấy. Đây là tổng quan cái hàng em vừa lắp lên nhá. Vỏ thùng loa chuyên dùng cho các bác thay thế vào những cái thùng loa nó kém dần theo thời gian, hoặc các bác chơi karaoke gia đình mà lại thích gióng loa, hoặc là các bác làm cái gì đó thì liên hệ trực tiếp em. Giá là 2.950.000 một đôi và bao ship. Nó đắt hơn trước rất nhiều. Đắt hơn trước khá nhiều ạ. Đấy. Một chiếc em đã hoàn thiện qua, còn một chiếc em chưa hoàn thiện. Nó gọi nắp lên thôi. Đấy. Thì đây các bác xem đây nhé. Đây là cái phiên bản là thùng cao cấp và đẹp. Gần nhất thôi, gần nhất. Đẹp nhất là phải là thùng của JB xịn thì mới đẹp nhất được. Còn cái thùng này thì là hàng linh kiện thay thế. Vỏ thùng loa linh kiện thay thế. Hàng của JB thì sơn của nó sẽ khác cái loại sơn này rất nhiều. Nó sơn của nó rất là đẹp. Đấy, sơn hạt cát và không có gai. Nhưng cái loại này là sơn này nó có gai. Đấy, sơn này gọi là sơn có gai, gọi là sần cát có gai. Kia là sần cát nhưng mà nó làm rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Các bác có lấy tay vuốt cũng chả ảnh hưởng gì đến bàn tay của các bác. Nhưng một số dòng loa khác thì các bác mà vuốt cái thì như các bác mà vuốt giấy giáp luôn, nhận ngay cái hậu quả đắng luôn. Đấy. Thì đây nhá, cho mặt các bác đang xem đây là cái thùng 715. Thùng này là sử dụng ốc chôn gen. Trước em bán cùng giá nhưng mà nó không có ốc chôn gen, nhưng đợt này có ốc chôn gen thì em bán với cái giá mà các bác không tưởng tượng được tại sao nó hợp lý đến thế. Còn nhiều các bác vẫn kêu là đắt thì các bác có thể qua cửa hàng khác, hàng tương tự hoặc rẻ hơn nhiều thì các bác cứ lấy. Còn hàng này là hàng cao cấp, gỗ ván ép, gỗ bạch dương cao cấp. Đấy, thùng là sơn sần cát, có dây khuy treo trên nóc, mà dây khuy treo này là dây khuy treo xịn nhé, không phải là loại dây khuy treo rẻ tiền đâu. Như đấy các bác xem nhé. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về cái sản phẩm này. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hai anh em sẽ tiếp tục quay, và cùng với đó là sẽ giới thiệu những combo sản phẩm, ví dụ như là thùng full, thùng súp. Thì dưới đây là cái thùng súp SC118XL. Con này là súp mặt 18 inch. Nó chuyên ghép với những cái củ loa từ 28, côn 125 hoặc là côn 125, củ neo, neo vòng, neo bi. Đấy, neo cục thì các bác có thể chơi. Và lực đánh của nó rất là mạnh các bác nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.